Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Đó, thì ở trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ sản phẩm mà sẽ giúp cho anh em nào mà đang thua tha. Đấy, anh em đang muốn tìm đến một cái đường mà gỡ lại cho mình một cách nhanh chóng nhất. Đấy, thì ngày hôm nay bên Tấn Tuân Casino sẽ mang đến cho anh em một cái bộ sản phẩm mà giúp cho anh em là luôn luôn là giành chiến thắng trong cái cuộc chơi khi mà anh em đi sóc cái anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần được sóc cái thôi là anh em sử dụng cái sản phẩm này, mình cam đoan với anh em một điều rằng là anh em sẽ 100% là giành chiến thắng. Đấy, nên là cực kỳ là ok cho anh em luôn. Thì cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em trong ngày hôm nay chính là một bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn. Đấy, một bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn anh em nhé. Thì cái bộ sản phẩm quân vị này khi anh em đi chơi, anh em sử dụng ấy, anh em chỉ cần đưa cho mình được bộ quân vị vào thôi. Đấy, còn bát và đĩa thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em, nên anh em lại càng yên tâm hơn khi đưa cái bộ sản phẩm này vào sử dụng. Tại vì bát và đĩa thì anh em có thể lấy bát đĩa của người ta, còn quân vị thì anh em có thể đưa các cái loại quân vị vào, ví dụ như là quân vị lá bài hay là vỏ bao thuốc, vỏ bao thăng long, vỏ bao vina. Đấy, hay là quân chắn là bên mình đều có thể làm được cho anh em ở trên các cái vật liệu đó anh em nhé. Thì cái sản phẩm này thì như anh em nhìn thấy ở đây, đây chính là một bộ sản phẩm quân vị kẹp chắn. Đấy, một bộ sản phẩm quân vị kẹp chắn mà mình đã cắt sẵn từ lá bài cho anh em ạ. Đó, anh em thấy không ạ? Nó như là một cái lá bài bình thường mình cắt ra thôi. Đây, mình sẽ cho anh em cùng xem với cái lá bài hoàn chỉnh của nó khi mà chưa cắt ra nó như nào anh em nhé. Đấy, lá bài hoàn chỉnh của nó khi mà chưa cắt ra thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ như thế này anh em nhé. Đấy, nó sẽ như thế này. Anh em thấy chưa? Nó như một lá bài bình thường thôi. Thì bên mình ở đây có làm sẵn cho anh em là các cái con 4, con 5 và con 6, là các cái con mà bên mình đã làm sẵn ở đây. Đấy là các cái con mà anh em hay sử dụng để cắt vị nhất. Còn ngoài ra bên mình có thể làm theo yêu cầu của anh em, làm được các cái lá bài khác. Đấy, bất kỳ một lá bài nào ở trong bộ bài anh em mình đều có thể làm theo yêu cầu của anh em được. Ngoài ra thì có thể làm được vỏ bao thuốc như vỏ bao thăng long, vỏ bao vina hay là quân chắn. Đấy, thì tất cả các cái đó thì anh em khi đặt hàng, anh em muốn làm được bộ quân vị nào thì anh em có thể là liên hệ qua Zalo, nhắn tin cho bên mình là bên mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em nhé. Thì sau đây trước hết là mình sẽ cho anh em cùng đi vào và anh em cùng xem là cái bộ sản phẩm này nó đem lại cho anh em là cái độ hiệu quả như thế nào anh em nhé. Đấy, và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng sau. Thì như anh em nhìn thấy đây, trên màn hình của anh em đây, đây là một cái tiếng tứ tử đúng không ạ, một tiếng tứ tử trắng này. Đấy, thì sau đây mình sẽ sóc là về chẵn cho anh em. Đấy, trước hết là mình sẽ sóc về chẵn, cụ thể là mình sóc về sấp đôi. Mình sóc về sấp đôi cho anh em này, cho anh em cùng xem ạ. Đó, sấp đôi 100% cho anh em luôn. Đấy, anh em thấy không ạ? Sấp đôi của anh em đây. Đấy. Tiếp tục này, mình chưa sóc mình đã biết là ván tiếp theo nó về sấp đôi này. Đấy, mình chưa cần sóc mình đã biết ván tiếp theo nó về sấp đôi anh em nhé, sấp đôi của anh em đấy. Đấy, khi mà anh em sử dụng cái sản phẩm này thì anh em có thể biết trước được là ván tiếp theo là nó sẽ về cái gì, tại vì là do ý muốn của anh em thôi. Khi anh em sử dụng sản phẩm này nhá, anh em muốn nó về chẵn thì nó sẽ về chẵn, anh em muốn nó về lẻ thì nó sẽ về lẻ. Đây, mình sẽ muốn nó về chẵn sấp đôi một cái tiếng nữa này. Đấy, mình sẽ muốn sấp đôi một cái tiếng nữa cho anh em. Đấy, để cho anh em cùng xem sấp đôi của anh em. Đó, anh em thấy chưa? Sấp đôi của anh em đây, rất là ok luôn anh em nhá. Thì ví dụ như đang sấp đôi này đúng không ạ? Mình lại không muốn nó về sấp đôi nữa. Đấy, sấp đôi về nhiều rồi, mình lại muốn nó về lẻ. Về lẻ cụ thể đây là mình muốn nó về ba trắng đi. Thì mình sẽ sóc về ba trắng cho anh em cùng xem này. Đấy, cụ thể muốn về ba trắng thì mình sẽ sóc về ba trắng cho anh em xem. Anh em thấy chưa, ba trắng này của anh em này chuẩn xác chưa, đã ok cho anh em. Đấy, hoặc là ví dụ như mình không muốn về ba trắng nữa, mình nhận muốn về ba đen. Đấy, mình không muốn về ba trắng, mình muốn về ba đen thì mình lại sóc về ba đen cho anh em xem. Đây, ba đen của anh em đây. Đấy, ba đen của anh em đây ạ. Anh em có tin là ba đen không ạ? Chuẩn là ba đen chứ còn gì nữa anh em. Đấy, khi mình đã sử dụng cái bộ sản phẩm này rồi thì chắc chắn với anh em một điều rằng cái độ chuẩn xác và hiệu quả của nó là 100% cho anh em luôn. Đấy, anh em chỉ cần sóc cái theo bên mình hướng dẫn là ok anh em nhé. Thì cái cách sử dụng của nó như thế nào, đấy, làm sao mà để cho anh em sử dụng mà hiệu quả và an toàn nhất, thì đây mình sẽ đi vào mình hướng dẫn cho anh em này cái cách sử dụng của nó nhé. Thì khi anh em đi chơi sử dụng ấy,
là anh em đưa cho mình được bộ quân vị này vào rồi đúng không ạ? Thì đi kèm theo nó là sẽ có một cái kẹp nam châm ở đây. Cái kẹp nam châm này anh em nhìn này, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bé bằng lòng bàn tay của mình như thế này thôi. Đấy, thì khi anh em đi chơi, anh em có thể bỏ cái kẹp này ở trong ví này. Đấy, hay anh em có thể kẹp cái kẹp này ở trong tiền là hoàn toàn ok. Làm cách nào anh em để ở đâu đó mà khi anh em để ra trước mặt gần cái chỗ mà anh em sóc cái như thế này đấy mà người ta không nhìn thấy là được đấy, tại vì nó cực kỳ nhỏ gọn mà anh em có thể nhét vào bất kỳ cái ví hay là cái gì rất là ok cho anh em luôn. Thì cái cách sử dụng của nó như thế nào đấy, thì đây là một bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn, nên anh em muốn sóc về chẵn, cụ thể muốn sóc về sấp đôi này, thì anh em chỉ cần đây nhá, quân vị này đang về lẻ đúng không ạ, anh em sóc bình thường trên cái kẹp này. Đấy, anh em cứ sóc bình thường trên mặt cái kẹp này, thì cái độ cao mà anh em sóc ấy, khoảng cách mà anh em sóc so với cái kẹp này là khoảng 4-5 cm anh em đấy không ạ. Đấy, là 100 ván thì 100 ván nó sẽ về sấp đôi anh em nhé, khoảng cách từ 4-5 cm là ok. Đây cho anh em cùng xem này. Đấy, anh em cứ sóc ở trên mặt cái kẹp này thôi, thì 100 ván thì 100 ván nó sẽ về sấp đôi cho anh em. Đấy, rất là đơn giản là như thế thôi. Còn anh em muốn nó về lẻ, nếu mà anh em muốn nó về lẻ thì anh em cần thực hiện cho mình hai bước. Đấy, thực hiện cho mình hai bước. Bước thứ nhất là anh em lật ngược cái kẹp này lên cho mình này. Đấy, anh em lật ngược cái kẹp này lại cho mình. Bước thứ hai là anh em kẹp, dùng cái thành miệng bát này anh em kẹp giữ cho mình một vị. Đấy, ví dụ anh em muốn về ba đen đây, mình cho anh em xem. Ví dụ anh em muốn về ba đen này, anh em dùng cái miệng bát này anh em giữ một tí mép của cái vị đen này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây, mình sẽ để nhìn cho anh em nhìn cho rõ này. Đó, sau đó anh em sóc ở trên mặt của cái kẹp này. Đấy, thì mình cam đoan với anh em một điều rằng là nó sẽ về ba đen cho anh em. Đấy, anh em thấy chưa, ba đen của anh em đây. Đấy, cái cách sử dụng của nó thì vô cùng là đơn giản như thế thôi. Thì anh em nào mà muốn sở hữu cho mình đến cái bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn này, thì anh em có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em có thể là kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em mà tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm và hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng anh em nhé. Thì anh em nào ở gần cơ sở bên mình ấy, thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Đó, thì còn anh em nào ở xa thì khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách này hoặc là qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng nhá, anh em được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền ạ. Đấy, thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà đang xem video cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.